Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho, để trong ơn của ngài chúng ta có thể nhận được tất cả những gì chúng ta cần, bởi vì Chúa ngài ban phước trên chúng ta qua sự tốt lành của ngài. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài vung sới môi trường để thấy dấu kỳ phép lạ, và chúng ta cùng nhau học hỏi ở trong đề tài chuẩn bị tấm lòng để cầu nguyện. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần nhận biết điều này. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời đều sản sinh ra từ một sự chuẩn bị. Nên khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện cũng vậy, chúng ta phải có sự chuẩn bị. Khi chúng ta đến nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa ở trong ngày Thánh Nhật thì cũng phải có sự chuẩn bị tấm lòng của chúng ta nhiều thì giờ trước khi chúng ta đến cửa của nhà Chúa. Trong thì giờ cầu nguyện cũng vậy. Chúa ngài có bày tỏ chúng ta trong lời của ngài phải có một sự chuẩn bị sẵn sàng. Gia-cơ chương 5 câu 16 nói: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúng ta để ý đến tại đây có một cái lòng sốt sắng. Như vậy tấm lòng của chúng ta nó ảnh hưởng một cách rất là lớn trên thì giờ cầu nguyện của chúng ta là lời cầu nguyện có linh nghiệm. Cho nên chị em phải có sự chuẩn bị. Cầu nguyện có gốc rễ từ tấm lòng của chúng ta. Không như một câu thần chú mà các tôn giáo khác người ta sử dụng trong thì giờ cầu nguyện hay là kinh kệ của họ. Cũng không phải là một bài diễn văn, nhưng mà là một cái sự bày tỏ từ lòng tới lòng, từ tấm lòng của chúng ta đến với tấm lòng thương xót nhân từ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta kêu gọi sự đáp lời của Chúa, kêu và mời Chúa can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Kinh Thánh dạy ở trong Samuel thứ nhất chương 16 câu số 7: nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: chớ xem bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng đây là thì giờ phước hạnh mà chúng ta cũng sẽ được trang bị để chúng ta có thể trở nên một tấm lòng, một cuộc đời mà Chúa ngài nhìn thấy. Ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, ngài nhìn thấy sự tha thiết của chúng ta ở trong sự cầu nguyện, mà sự đáp lời của Chúa có thể đến với chúng ta. Vì tấm lòng là điều quan trọng trong ánh mắt của Chúa. Đó là chỗ của sự tương giao giữa Chúa và con người. Cho nên chúng ta phải có một tấm lòng sẵn sàng, một tấm lòng mà Chúa ngài muốn tìm thấy để chúng ta có thể đến và chúng ta tương giao được với Chúa. Tấm lòng là bàn thờ nơi của lễ của sự ngợi khen và hương thơm của sự cầu nguyện được dâng lên cho Chúa. Hay nói cách khác, không phải chỉ là những việc chúng ta nói hay là chúng ta làm ở bên ngoài, nhưng mang đến từ nơi tấm lòng của chúng ta, mang đến từ nơi sâu thẳm nhất ở trong đời sống của chúng ta, trong đáy lòng của chúng ta, để chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, những thỉnh nguyện này. Chúng ta nài xin bằng hết cả tấm lòng. Cho nên chúng ta thấy lời của Chúa cũng có những từ ngữ nói lên cái phản ánh của tấm lòng của chúng ta. Hãy kêu cầu ta, hãy nài xin, hãy đến gần ngôi ân phước. Những cái sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta thấy không phải là hình thức bên ngoài, nhưng mà nó đến từ tấm lòng của chúng ta là như vậy. Nói cách khác, không phải những việc chúng ta nói, những việc chúng ta làm ở bên ngoài, những nghi thức, nhưng mà chúng ta thấy chính tấm lòng của chúng ta là điều đảm bảo cho chúng ta thấy Chúa ngài khai phóng quyền năng của ngài từ thiên đàng để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, để can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta, bởi vì Chúa thấy những gì diễn ra trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta cần để ý và chuẩn bị tấm lòng của mình. Chúng ta thấy Chúa ngài lắng nghe từ nơi tấm lòng của Anne, mẹ của Samuel đó. Chúng ta thấy trong Samuel thứ nhất chương 1 câu số 13: và Anne nói trong lòng, chỉ nhốt nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng của nàng, nên Heli tưởng nàng sai. Ở đây chúng ta thấy bà Anne nói ở trong lòng, không ai nghe, nhưng mà Chúa nghe. Bởi vì Chúa ngài nghe không chỉ là thấy miệng của chúng ta nói những từ ngữ, nhưng mà Chúa thấy từ nơi tấm lòng của chúng ta. Một tấm lòng chúng ta dâng lên trước mặt Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện bằng hết cả tấm lòng, thì chúng ta thấy rằng Chúa ngài nghe và ngài thấy tấm lòng của chúng ta và ngài sẽ đáp ứng. Những người xung quanh có thể khen tặng chúng ta, nói rằng ô, đó là một cái lời cầu nguyện rất là tốt, một lời cầu nguyện được ơn, vân vân. Nhưng mà anh chị em, đó là những điều mà con người thấy bề ngoài.
Nhưng mà cái quan trọng ở trong đời sống của chúng ta đó là lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa có thấy, Chúa có nghe hay là không. Và cái điều đảm bảo Chúa thấy, Chúa nghe là nó phải đến từ tấm lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị là như vậy. Cảm ơn Chúa. Điều này có nghĩa là không có sự đáp lời lớn lao của Chúa nếu không có một sự chuẩn bị lớn lao trong tấm lòng của chúng ta. Phải có sự chuẩn bị tấm lòng để rồi lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm ở trước mặt Chúa. Chúa không nhìn bề ngoài, Ngài cũng không cảm động với những cố gắng của thể chất, nhưng điều làm cảm động lòng của Chúa là tấm lòng của chúng ta. Nếu tấm lòng của chúng ta có một sự tha thiết, có thể thể hiện ra từ cái mức độ âm thanh mà chúng ta kêu lên ở trước mặt Chúa, chúng ta cầu nguyện ở trước mặt Ngài. Nó cũng có thể là những tiếng thở than chúng ta không nói thành lời được. Nhưng mà Chúa, Ngài là đấng thấy tấm lòng của chúng ta. Và Ngài nghe từ nơi tấm lòng của chúng ta lời cầu nguyện được dâng lên. Và tại đó chúng ta thấy quyết định sự đáp lời của Chúa trên đời sống của chúng ta. Nhưng vì tấm lòng của chúng ta là một cái yếu tố hết sức là quan trọng ở trước mặt Chúa cho việc Chúa nghe nhậm lời cầu nguyện, thì tấm lòng của chúng ta phải được chuẩn bị là như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một tấm lòng thiếu chuẩn bị khó mà nhận được sự đáp lời từ nơi Chúa. Việc chuẩn bị tấm lòng của loài người của chúng ta được nhắc đến ở trong Châm Ngôn chương 16 câu 1 như sau: việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Sự toan liệu của lòng thuộc về loài người, phải có một sự chuẩn bị. Tấm lòng của chúng ta là như vậy, anh chị em. Trước khi tiên tri Eli kinh nghiệm sự đắc thắng ở trên núi Cạc-mên, khi ông cầu nguyện vào một điều vĩ đại, một điều lạ lùng xảy ra, đó là Chúa Ngài giáng lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Một sự đáp lời rõ ràng, dấu kỳ phép lạ xảy ra là bởi vì Eli có sự chuẩn bị. Và việc mà ông chuẩn bị ở tại đây cho chúng ta thấy những cái chìa khóa để giúp cho chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình. Chúng ta nhớ ở trong Các Vua thứ nhất, chương 18 câu số 30, đó là Eli đã làm một công việc là ông sửa chữa lại bàn thờ. Và trong Tân Ước đây là hình ảnh của tấm lòng của chúng ta. Các Vua thứ nhất chương 18 câu 30 chép: bấy giờ Eli nói với cả dân sự rằng: hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn Eli sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va đã bị phá hủy. Nếu có điều gì làm hư hỏng bàn thờ, tấm lòng của chúng ta, thì trước nhất nó phải được sửa chữa trở lại. Bởi vì cho đến khi bàn thờ được sửa chữa thì đường dây tương giao với Chúa chưa thể mắc nối được. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị tấm lòng của chúng ta. Chúng ta sửa chữa lại bàn thờ của tấm lòng của chúng ta. Nếu nó có những cái gì lệch lạc, nếu có những cái gì cần phải được thanh tẩy, có những ngăn trở, chúng ta phải giải quyết để mối tương giao của chúng ta, đường dây liên lạc giữa chúng ta với Chúa mới có thể được kết nối, hoặc cho lời cầu nguyện của chúng ta được kết quả. Và đường dây kết nối đó là chính công tác của Đức Thánh Linh. Và Ngài là Thánh, cho nên Ngài không thể nào làm việc ở trong một môi trường tội lỗi được. Chúng ta phải có sự chuẩn bị là như vậy. Khi chúng ta phải gặp Chúa trong sự cầu nguyện, thì chúng ta cần chuẩn bị để chúng ta ra mắt Ngài. Phải có sự chuẩn bị. Như ngày xưa một người muốn ra mắt vua, thì phải có một sự chuẩn bị. Phải tắm rửa, phải khăn áo, mão áo, chuẩn bị một cách chỉnh tề. Và chúng ta thấy khi những người quen ra mắt trước mặt vua của mình, thì họ cũng phải vuốt hai cái tay áo của họ, sửa lại áo mình đứng ở trước mặt vua. Thì chúng ta thấy đó là một cái hình ảnh ở đời này để giúp cho chúng ta thấy trong việc chúng ta đến ở trước mặt Chúa thì cũng giống như vậy. Chúng ta phải có sự chuẩn bị. Chúng ta không thể khinh suất khi chúng ta đến ở trước mặt Chúa, mà phải có một sự chuẩn bị. Tấm lòng của chúng ta sẽ nói lên ở trước mặt Chúa, chúng ta trân quý Chúa, chúng ta kính trọng Ngài, chúng ta kính sợ Ngài như thế nào khi chúng ta ra mắt Ngài. Ma-thi-ơ chương 3 câu 3 chép: ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, băng bằng các nẻo Ngài. Phải có sự chuẩn bị, phải dọn đường để chúng ta có thể rước Chúa và sự hiện diện của Ngài. Phải có sự chuẩn bị, vì không có sự chuẩn bị thì nói lên rằng chúng ta không trân quý sự hiện diện của Chúa. Phải có sự chuẩn bị. Và tối hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình trong ba lĩnh vực. Thứ nhất, muốn đến với Chúa, ra mắt Chúa thì chúng ta phải có một tấm lòng tận hiến cho Chúa. Ở trong Thi Thiên 24 câu 3 đến câu 4 cho chúng ta thấy những điều kiện để chúng ta có thể được lên núi của Đức Giê-hô-va
để chúng ta có thể đứng ở trước mặt Ngài. Lời của Chúa chép như thế này: ai sẽ được lên núi của Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi ở trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tai trong sạch và có tấm lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Chúng ta thấy ở đây có phần thể xác và phần tấm lòng. Chúng ta thấy người đó là người phải có tai trong sạch, lòng thì phải thánh khiết. Và lòng thánh khiết đó, Chúa Ngài cũng nhìn thấy đó là có hướng về sự hư không hay là miệng có nói những lời giả dối hay không. Nói lên một tấm lòng phải trong sạch ở trước mặt Chúa, một tấm lòng tận hiến cho Ngài, thì tấm lòng đó vừa lòng Chúa và Chúa Ngài ban phước cho. Như vậy chuẩn bị lòng cho trong sạch là bước đầu tiên để xây dựng một cái mối tương giao với Chúa. Bởi vì lời cầu nguyện chỉ có thể tuôn chảy khi vắng bóng tội lỗi. Chúng ta cầu nguyện với Chúa một cách hết lòng. Và ngay cùng một lúc chúng ta biết rằng lương tâm của chúng ta đã được rửa sạch bằng nước trong, đã được rửa trong huyết của Chúa, thì sẽ không có những tiếng nói kiện cáo cũng như là những ý tưởng đến xen lấn vào trong thời giờ chúng ta cầu nguyện, những tiếng hài tội của ma quỷ. Hay là tấm lòng của chúng ta cũng thấy được ở trong hình ảnh mà tôi thường dùng để nói lên cái việc mà chúng ta vui và chúng ta hăng hái, chúng ta dạng dĩ đến trước mặt Chúa. Như ngày xưa chúng ta đi học và thầy gọi chúng ta đứng lên để trả bài, thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta có học bài, chúng ta có sự chuẩn bị trước, thì cái giờ học đó khi thầy lên lớp, chúng ta rất muốn được gọi để mình trả bài. Còn ngày nào mà mình không có cái sự chuẩn bị đó, thì nơm nớp lo sợ, mình không thấy vui trong cái giờ học đó bao giờ, bởi vì sợ không biết lúc nào thầy hay là cô gọi chúng ta lên để trả bài. Thì cũng vậy anh chị em, khi tấm lòng của chúng ta được dọn dẹp một cách sạch sẽ, khi chúng ta có một mối liên hệ với Chúa không bị gián đoạn, chúng ta sẽ dạng dĩ đến gần ơn phước của Chúa. Chúng ta có thể đến ở trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện. Và đó là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy, cũng như chúng ta cũng cần phải có trạng thái của tấm lòng của chúng ta trong sạch trước mặt Chúa, sẵn sàng ra mặt Chúa, tha thiết và mong đợi để được gặp Chúa, được trò chuyện với Ngài. Vì chúng ta không để bất cứ một điều gì ngăn chặn giữa chúng ta với Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta nhớ điều đó. Hầu cho bất cứ những điều gì làm ô nhiễm, hư hoại tấm lòng, nó có thể ngăn trở chúng ta đến với Chúa đó, phải được dời đi, phải được giải quyết là như vậy. Ê-sai 59 câu 1 cho đến câu số 3 cho chúng ta hình ảnh này. Và chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để sự chuẩn bị này cũng như sự chỉnh sửa này phải có. Khi chúng ta thấy lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhận, tay của Chúa từng hành động nay chúng ta thấy dường như ngắn đối với đời sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải xét lại. Ê-sai 59 câu 1 cho đến câu số 3 lời Chúa chép: này, tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa, vì tai các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lầm bầm sự xấu xa. Đây là hình ảnh cho chúng ta thấy những gì Chúa Ngài đã từng làm. Ngài lắng nghe, Ngài đáp lời cầu nguyện, Ngài đưa tay quyền năng của Ngài ra. Nhưng khi chúng ta không còn thấy nữa, thì lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy có một số việc mà chúng ta cần phải kiểm soát. Này, tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm ngăn cách, làm xa cách chúng ta với sự hiện diện của Chúa. Nó phải được giải quyết, nó phải được dời đi là như vậy. Tội lỗi là ngăn trở của sự cầu nguyện. Tội lỗi có thể là tội bởi tai của chúng ta làm ra, đã làm ô uế bởi tội ác. Môi của chúng ta có thể nói những lời giả dối. Lưỡi của chúng ta thì lầm bầm và sự xấu xa. Thì tất cả những điều này nó ngăn trở và khiến cho Chúa không thể hành động được. Như vậy chúng ta thấy tấm lòng của chúng ta phải được chuẩn bị một cách trong sạch là quan trọng đến như vậy. Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không đáp lời cầu nguyện. Không phải vì Chúa không còn quyền năng, tai của Ngài không đưa tới chúng ta được, không phải vì tai của Ngài trở nên ngắn, nhưng mà bởi vì tội lỗi chúng ta làm ngăn cách giữa chúng ta với Chúa. Tác giả Thi Thiên 66 câu 18 cũng nhắc cho chúng ta cái lẽ thật này: nếu lòng của tôi có Chúa về tội ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu. Như vậy chúng ta không thể
ôm ấp tội lỗi trong đời sống của chúng ta và cùng một lúc muốn Chúa ôm ấp chúng ta được. Phải giải quyết. Phải được tắm rửa, phải được gội nhuần ở trong huyết của Đức Giê-xu. Khi chúng ta xưng tội và xin huyết của Chúa rửa chúng ta sạch hết mọi điều gian ác, lúc bây giờ chúng ta có thể ra mắt Chúa, gặp gỡ Ngài và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Ma-thi-ơ chương 5 câu số 8 là cho chúng ta thấy một cái điều kiện để phước của Chúa có thể đến ở trên đời sống của chúng ta. Phước mà chúng ta mong đợi đó là phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có tấm lòng trong sạch, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có tấm lòng trong sạch, chúng ta sẽ thấy chúng ta được đến ở trước mặt Chúa. Và Chúa Ngài cho chúng ta được gặp Ngài, được thấy Ngài. Vì trước khi Chúa Ngài nghe chúng ta phải nghe được Chúa Ngài phán với chúng ta trước. Muốn được như vậy, tội lỗi phải được dời đi. Trong ngôn chương 1 câu 24 đến 28 lời Chúa dạy: bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, ta giơ tay ra là chẳng có ai chủ ý. Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên giải ta, không chịu lời quở trách ta. Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng trên các ngươi, ắt ta sẽ nhào báng. Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thình lình như gió bão, tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, và sự ngặt nghèo khốn cực giáng trên các ngươi. Bây giờ chúng nó kêu cầu cùng ta nhưng ta không đáp lời, sáng sớm chúng nó tìm ta nhưng không gặp được. Trong khi lời hứa của Chúa là khi chúng ta tìm kiếm Chúa và tìm kiếm hết lòng thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài cho chúng ta gặp được. Và Chúa cũng chỉ ra cho chúng ta trong lời của Ngài tại đây lý do tại sao chúng ta không thể gặp được Chúa dù có sáng sớm thức dậy đã tìm kiếm Chúa. Đó là tội lỗi có thể làm ngăn cách ở trong đời sống của chúng ta. Chúa Ngài muốn chúng ta quay trở lại cùng Ngài, mà chúng ta thì sống xa Chúa, chúng ta không ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, thì chúng ta không thể nào nhận được sự đáp lời cầu nguyện của chúng ta như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Khi mà chúng ta còn ghi mài ở trong tội lỗi, lúc đó vì yêu chúng ta, Chúa Ngài không đáp lời, bởi vì Ngài đeo đuổi cái mối liên hệ yêu thương với chúng ta và chúng muốn chúng ta trở lại với Chúa trước. Chúng muốn phục hồi tâm linh của chúng ta, mối liên hệ chúng ta với Chúa. Ở Chúa Ngài trì hoãn trong việc đáp lời cầu nguyện của chúng ta, vì Chúa Ngài muốn được chúng ta trở lại. Ngài muốn tấm lòng của chúng ta một cách trọn vẹn thuộc về Chúa. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, hãy chuẩn bị tấm lòng của mình, và tấm lòng của chúng ta phải được trọn vẹn ở trước mặt Chúa là như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy nhiều cơ đốc nhân cứ cầu nguyện nhưng vẫn ở dưới cái sự áp bức của ma quỷ, vì chúng ta cứ bị kiện cáo. Chúng ta không thể nhận được sự đáp lời từ nơi Chúa, vì chính tội lỗi đã khiến cho bầu trời thuộc linh như là một cái chảo đồng đó. Chúng ta thấy lời cầu nguyện của chúng ta không xuyên phá được, nó chỉ đến trần nhà rồi nó dội xuống trở lại, là bởi vì đời sống của chúng ta, tấm lòng của chúng ta còn chưa chấp tội lỗi cũng như những điều gian ác ở trước mặt Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta cẩn thận chuẩn bị tấm lòng của chúng ta trước khi chúng ta đến với Chúa. Sách Nhã Ca chương 2 câu 15 ghi lại cho chúng ta một điều cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông. Chúng ta phải để ý, chúng ta trồng trọt, chúng ta nhớ mình cũng phải bắt sâu. Ở trong vườn nho thì người ta phải tìm và bắt những con chồn. Nó không phải là cái loài thú đến để ăn trái nho, nhưng mà cái loài thú, những con chồn ở trong vườn nho, nó đến nó gặm nhấm, nó nhai cái gốc, nó bươi cái gốc lên và có thể bị lòi gốc ra, lòi rễ ra mà chết. Thì những cái con chồn nhỏ nhỏ này nó có thể phá hoại vườn nho của mình là như vậy. Thì anh chị em cẩn thận, một trong những điều cũng có thể làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên lệch lạc ở trước mặt Chúa, đó là chúng ta thiếu cái sự thánh khiết ở trước mặt Chúa. Nếu lòng của chúng ta là chúng ta còn để cho những con chồn cứ chạy đi chạy lại, công việc của tội lỗi, nó có thể là những cái tội bé bé xinh xinh trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta nói rằng ô cái này không phải là chuyện lớn, mà chúng ta nhượng bộ mỗi lần một chút. Đến một lúc tấm lòng của chúng ta lệch lạc và chúng ta thấy tích tụ lại, nó trở nên cớ ngăn trở lớn và khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta không đến được ở trước mặt Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Khi chúng ta ăn năn quay về, Chúa sẵn sàng tha thứ. Khi chúng ta ăn năn quay về,
thì những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả xong cho chúng ta sẽ được áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên chị em của tôi, nếu lòng của bạn nặng nề, nếu bạn cảm thấy mối liên hệ của mình với Chúa đã có một cái khoảng cách, thì điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm là tìm xem những con chồn ở trong đời sống của chúng ta, bắt nó, đuổi nó ra khỏi vườn nho của mình, để mối liên hệ của chúng ta với Chúa lại trở lại ngọt ngào. Lúc bây giờ, việc chúng ta cầu nguyện, việc chúng ta phục vụ, việc chúng ta trải nghiệm sự sức dầu của Chúa, sự đầy dạy Đức Thánh Linh một cách trọn vẹn, thì sẽ được thể hiện ra ở trong đời sống của chúng ta là như vậy. Hãy nhớ, đừng mắc bẫy Satan. Nó muốn giữ chúng ta ở trong cái chỗ xa cách Chúa. Nó cám dỗ chúng ta phạm tội, rồi xong nó lên án chúng ta. Nhưng hãy lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh, Ngài kêu gọi chúng ta, Ngài cáo trách về tội lỗi để đem chúng ta đến chỗ ăn năn. Một khi chúng ta ăn năn, thì những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm 2000 năm về trước, khi Ngài tuyên bố mọi sự đã được trọn, Ngài đã trả xong tất cả những gì cần thiết luật pháp đòi hỏi, sự công chính, tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi, đã được Đức Chúa Giêsu Ngài trả xong cho chúng ta. Khi chúng ta ăn năn liền được áp dụng và chúng ta lại được phục hồi mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Lúc bây giờ, đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ được kết quả. Cho nên tận hiến là nền tảng cho sự cầu nguyện mang lại sự đáp lời từ thiên đàng. Timôthê thứ 2 chương 2 câu 19 lời Chúa dạy: tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng: phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Đây là một điều kiện mà chúng ta thấy lời của Chúa một lần nữa nhắc chúng ta: phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Mặc dù vậy, nếu chúng ta chưa được tái sanh thì chúng ta còn là một tội nhân, và Chúa Giêsu Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thứ nhất đảm bảo mình được cứu trước. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của con nhân của Ngài: hãy làm người nhà của Chúa trước. Thứ hai, nếu chúng ta có những lệch lạc, có những vấp phạm, có những tội lỗi trong đời sống, chúng ta ăn năn giải quyết để chúng ta đứng vào trong vị trí hội đủ điều kiện để nhận được sự đáp lời, sự ban phước của Chúa cho đời sống của chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta cần có một tấm lòng không để bị tổn thương. Và đây là điều mà tôi tin rằng một cái chiến thuật rất là tinh vi của kẻ thù. Nếu nó không trực diện cám dỗ chúng ta phạm tội được, thì một trong những điều mà Satan sẽ làm đó là nó sẽ tạo nên những cái cớ để gây tổn thương. Nó có thể dùng những người lân cận, nó có thể làm mớp méo sự suy nghĩ của chúng ta khi những thách thức đến, khi những khó khăn đến, và chúng ta bắt đầu buồn Chúa. Chúng ta có thể có những cái ý tưởng trách Chúa trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta cần để ý vì những cái tổn thương cay đắng trong đời sống mà làm cho lời cầu nguyện của chúng ta đầy những lời than phiền và oán trách. Chúng ta có thể nghe lời cầu nguyện của những người lân cận và chúng ta thấy được mức độ ngọt ngào trong mối liên hệ của họ với Chúa, hay là họ đang ở trong chỗ của than phiền oán trách. Thí dụ, họ kể lễ với Chúa: con đã dâng hiến, con đã phục vụ Chúa, đã làm phần của con, nhưng tại sao Chúa không làm phần của Ngài? Và có một cái sự oán trách Chúa ở trong tâm lòng của mình. Nói cách khác, họ làm ra mình là trung tín, còn Chúa thì là thất tín, Ngài không giữ lời Ngài hứa và không làm phần của Ngài. Anh chị em, không bao giờ như vậy. Cha của chúng ta là đấng công bình, trọn vẹn. Ngài là đấng yêu thương chúng ta với tình yêu vô điều kiện của Ngài. Chúa, Ngài luôn luôn giữ lời Ngài hứa. Ngài làm trọn lời của Ngài đã tuyên phán. Phần của chúng ta cần hiểu về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và đừng để bất cứ những nghịch cảnh nào làm cho tấm lòng của chúng ta lệch lạc trước mặt Chúa và chúng ta cay đắng ở trước mặt Ngài. Đây là điều mà chúng ta cần phải giữ tấm lòng của chúng ta luôn. Hãy nhắc nhở chính mình. Như tuần rồi chúng ta đã nhắc nhở. Nếu có những cái điều xấu xa, tệ hại xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, thì Satan là tác giả của những điều đó. Vì Đức Chúa Trời, Ngài là đấng ban cho chúng ta những điều tốt lành ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Luôn cả khi chúng ta chịu Chúa, Ngài kỷ luật chúng ta, thì sự kỷ luật của Chúa cũng không phải là vì Chúa Ngài ghét bỏ chúng ta, nhưng mà Ngài yêu thương và muốn kéo chúng ta trở lại với chính mình Ngài, để mối liên hệ của chúng ta với Chúa lại được tốt đẹp.
Xin Chúa ngài giúp đỡ. Đừng cãi lẫy với Đức Chúa Trời. Đừng oán trách ngài. Ê-sai 45 câu 9 nói, khốn thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Đừng đặt đời sống của mình vào trong vị trí đó. Hãy xác nhận ở trong tấm lòng của chúng ta, Chúa là đấng tốt lành, là cha yêu thương của chúng ta. Tất cả những gì tốt đẹp trong đời sống của chúng ta đều đến từ ngài, từ nơi cha sáng láng của chúng ta ở trên trời. Cái tấm lòng của chúng ta rõ ràng với Chúa như vậy sẽ giúp đỡ chúng ta được đứng vững ở trong ơn của Chúa, ở trong phước hạnh của ngài. Cho nên đừng vội trách Chúa khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, và chúng ta thừa biết có những cái nghịch cảnh dường như nó quá lớn cho chúng ta, và chúng ta có thể thắc mắc. Nhưng mà đừng dội đi đến kết luận, vì chúng ta không biết hết tất cả mọi sự. Chúa là đấng biết. Chúng ta thường nói, nếu bạn mất mát một điều gì đó thì Đức Chúa Trời chính là lý do bạn không mất tất cả. Xin để ý đến điều này. Tôi tin rằng một ngày Chúa ngài sẽ vén màn ra để cho chúng ta thấy được. Đáng lý chúng ta mất hết tất cả, vì Chúa ngài bước vào, ngài can thiệp, ngài ngăn chặn, và bởi quyền năng của ngài, ngài có thể giúp đỡ cho chúng ta. Vì có thể kẻ thù muốn lấy mạng của chúng ta, nhưng Chúa ngài bước vào và chúng ta chỉ mất một chiếc xe mà thôi. Chúng ta, kẻ thù có thể muốn lấy mạng chúng ta, nhưng Chúa ngài can thiệp vào, sai thiên sứ của ngài gìn giữ bảo vệ, và chúng ta thấy chiếc xe của chúng ta chỉ bị hư hỏng mà thôi. Hãy nhớ, Chúa chính là lý do mà chúng ta không mất tất cả. Cho nên đừng vội quan trọng Chúa. Vì Roma chương 8 câu 28 cho chúng ta thấy bức ảnh tuyệt vời về Chúa toàn năng của chúng ta. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn mà ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Chúa có quyền để gom hiệp tất cả mọi sự lại, làm ích lợi cho những kẻ yêu mến ngài. Cảm ơn. Chúa có quyền làm công việc đó. Đừng trách Chúa, nhưng hãy đầu phục và thưa với Chúa rằng là Chúa, Chúa biết hơn con biết. Con không hiểu hết tất cả, nhưng con tin cậy vào ở trong sự tốt lành của ngài. Và con giao sự việc này, dù việc này ở trong tay của Chúa. Sẽ giúp cho bạn có một tấm lòng bình an ở trước mặt Chúa. Sẽ có một cái tấm lòng đầu phục ở trước mặt ngài. Lúc bây giờ Chúa có quyền pháp lý để có thể can thiệp và làm việc trên đời sống của chúng ta. Khước từ than vãn, khước từ lầm bầm, nhưng hãy bày tỏ với Chúa rằng chúng ta không có hy vọng nào khác ngoài Chúa. Bám chặt lấy ngài. Hãy nhớ điều này anh chị em. Chúng tôi khi trải qua những thách thức lớn ở trong đời sống, một trong những điều mà Chúa ngài luôn làm việc, ngài có những cái tín hiệu, ngài có những sứ điệp, ngài sai phái những người đến để giúp đỡ cho tôi. Một trong những điều mà rất dễ để khi chúng ta trải qua những sự thách thức khó khăn lớn, chúng ta đặt câu hỏi là, chúng ta nghi ngờ về tình yêu của Chúa, nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi là Chúa còn yêu thương chúng ta hay không? Tối hôm qua có một tôi tớ của Chúa ở xa, và gia đình của người con và con dâu trong những tháng gần đây đã về đây sinh hoạt, và chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện khi bà có những đau ốm nằm ở trong bệnh viện, mà Chúa ngài ban phước, Chúa ngài chữa lành một cách nhanh chóng và bà được trở về xuất viện. Thì có gọi điện thoại gặp chúng tôi sau thì giờ cầu nguyện tối hôm qua, và bà bày tỏ ra cái lòng cảm ơn là vợ chồng chúng tôi đã tha thiết, đã sốt sắng cầu nguyện một cách hết lòng ở trong những giây phút bà cần cái sự can thiệp siêu nhiên từ nơi Chúa và sự chữa lành của ngài. Vì có những phút bà thấy như là mình yếu mòn sức khỏe của mình, như là không còn sức để có thể qua khỏi được. Nhưng cảm ơn Chúa hôm nay khỏe mạnh. Và một trong những điều khích lệ chúng tôi vô cùng là bà nói, khi tôi cầu nguyện cho mục sư thì Chúa đã phán với tấm lòng của bà, hãy cầu nguyện cho tôi tớ của ta, vì ta yêu nó lắm. Cảm ơn Chúa. Và bà nhắc lại một lần nữa, mục sư ơi, mục sư có biết rằng Chúa yêu mục sư lắm không? Anh chị em, Chúa ngài luôn luôn là đấng yêu thương chúng ta. Ngài đứng về phía chúng ta. Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được tình yêu và sự bảo vệ của ngài. Nhưng trong sự khôn ngoan ngàn đời của ngài, chúng ta không hiểu tại sao có những lúc Chúa ngài cho phép hoạn nạn đến. Chỉ có phía bên kia của sự việc, một ngày
Một thời gian sau đó chúng ta nhìn lại, chúng ta mới thấy kết quả hết. Cho nên lời của Chúa mới nhắc chúng ta là hãy kể sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Cái phần của chúng ta là đừng tìm cách hiểu, nhưng mà bây giờ hãy lấy đức tin, đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. Thì đó sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua được. Và sau này khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa trọn vẹn của nó. Job chương 9 câu số 4, Job nói như thế này: Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan vô cùng, lòng trí huệ và rất mạnh sức. Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn. Chúa, Ngài là đấng khôn ngoan vô cùng. Ngài biết hết tất cả mọi sự. Và công việc của Ngài có những lúc chúng ta không hiểu hết. Cho nên đừng tìm cách hiểu, nhưng mà hãy có một tâm lòng tin cậy nơi Chúa. Tin cậy rằng Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, và Ngài là đấng có thể giúp đỡ cho chúng ta vượt qua được những sự khó khăn. Ngài chính là lý do tại sao chúng ta không mất tất cả, bởi vì sự can thiệp của Ngài. Cho nên anh chị em, tất cả những gì chúng ta khiến cho chúng ta nghi ngờ về sự nhân từ thành tín của Chúa phải bị triệt tiêu khỏi tấm lòng của chúng ta, để bàn thờ của tấm lòng của chúng ta được khôi phục và sẵn sàng để nhận lửa từ thiên đàng, để khi Chúa Ngài giáng lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ, thi thố quyền năng của Ngài, dấu kỳ phép lạ sẽ tiếp tục được thể hiện ra ở trong ơn của Chúa, và sự phục hưng đem lại sự tươi mới cho cả một dân tộc có thể được xảy đến. Cũng vì vậy mà sứ đồ Phaolô nói trong Công vụ chương 24 câu số 16: cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt mọi người. Hallelujah. Điều thứ ba mà chúng ta cần chuẩn bị tấm lòng của mình để lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm, đó là phải có một tấm lòng tha thứ. Đây là một việc cũng rất khó. Chúng ta phải nhìn nhận ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta có từng hồi từng lúc chúng ta tiếp xúc với những người rất khó thương. Họ làm những công việc có thể làm thương tổn chúng ta đến tột cùng. Và đây là điều rất là khó. Chúa lại muốn chúng ta tha thứ cho họ. Không phải vì lợi ích của họ, nhưng mà vì lợi ích của chúng ta. Khi chúng ta hiểu điều này, xin Chúa giúp để chúng ta hiểu, để chúng ta sẵn sàng tha thứ, để tấm lòng của chúng ta không có cái cớ ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện, một trong những điều Chúa dạy là hãy cầu nguyện: xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Trong lời cầu nguyện Chúa dạy từ đây, Chúa Ngài có đưa cái điều này vào để giúp đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta mỗi ngày cầu nguyện thì chúng ta thấy rằng việc này nó phải cặp theo, khiến cho cái sự tha thứ của chúng ta phải luôn luôn được thể hiện ra. Xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Điều này có nghĩa là khi bạn giữ sổ những điều người khác làm cùng mình, thì Chúa cũng sẽ giữ sổ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không muốn điều đó, phải không? Chúng ta muốn được Chúa Ngài tha thứ. Hiểu, tôi hiểu, anh chị em, có những cái thương tổn quá lớn, có những điều mà người ta làm cho chúng ta không thể nào có thể tha thứ được cho họ. Cảm xúc của chúng ta bị xúc phạm rất là nặng, chúng ta đau đớn lắm về những việc đó. Nhưng bởi ân điển và sức thiên từ nơi Chúa, hãy quyết định tha thứ. Quyết định tha thứ trước, rồi cảm xúc sẽ theo sau. Chúng ta quyết định tha thứ vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta cay đắng, nếu chúng ta oán giận, nó sẽ là cớ ngăn trở khiến cho đời sống cầu nguyện chúng ta bị xáo trộn. Cho nên chúng ta phải tha thứ để mình được Chúa Ngài ban phước. Thi Thiên 130 câu số 3 chép: hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài không cố chấp về sự gian ác, mà Ngài giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ. Thì chúng ta cũng vậy, anh chị em, xin Chúa Ngài thêm sức. Mặc dù rất khó, xin Chúa Ngài thêm sức để chúng ta quyết định tha thứ. Rồi cảm xúc sẽ đến sau. Đừng chờ cho đến khi mình cảm thấy có thể tha thứ được, thì có thể nó sẽ không bao giờ đến. Nên công bố tha thứ trước, Chúa Ngài nhìn thấy, Ngài thêm sức và Ngài ban phước cho chúng ta. Vì thật là dại dột vì chúng ta sống với tinh thần cố chấp không tha thứ. Vì chính chúng ta sẽ là người bị tra tấn. Đây là một trong những cái bẫy mà ma quỷ gài để chúng ta mất ơn ở trước mặt Chúa. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em, chiến lược của ma quỷ nó, nếu nó không thể trực diện
cám dỗ và đánh bại chúng ta, thì nó sử dụng những người lân cận, lời ăn tiếng nói, cách cư xử của họ, và luôn cả cái sự phản bội cũng như những điều mà họ làm cho chúng ta, có thể làm cho chúng ta cay đắng, nó có thể làm cho chúng ta bị tổn thương. Thì chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẵn lòng tha thứ. Đức Chúa Giêsu Ngài dạy một cái ẩn dụ trong Matthew chương 18 để nói lên lẽ thật này. Và xin Chúa giúp để chúng ta luôn nhớ luôn, mỗi lần có những việc khó xử, có những việc đau đớn nó đến với chúng ta liên quan đến những người lân cận của chúng ta, những việc họ làm, những lời họ nói về chúng ta, nó có thể không đúng một chút nào hết. Việc họ làm cho chúng ta nó không có một cái, chúng ta không hiểu được. Thì hãy nhớ ở trong Matthew chương 18 câu 23 cho đến câu số 35, nhớ đến những gì Chúa làm cho chúng ta lớn dường nào, để rồi chúng ta có thể tha thứ cho những người lân cận của chúng ta như vậy. Vậy nên nước thiên đàng giống như một vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ của mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này sắp mình xuống nơi chân của chủ và xin rằng: thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: hãy trả nợ cho ta. Người bạn sóc mình xuống và nài xin rằng: xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ của mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bạn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há là chẳng nên thương xót bạn làm việc của ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phó nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì cha ta trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Chúng ta để ý đến tại đây, khi Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta, nhưng một lúc sau Ngài thấy chúng ta hành hạ, chúng ta bắt lỗi và không tha thứ những người làm thương tổn đến chúng ta, thì để ý đến điều này, Chúa lại sẽ mang sổ sách ra và xét xử chúng ta trở lại. Đáng lý người này đã được tha, đã được cho về, thay vì vợ con bị bán để trả nợ, còn người này thì bị bắt và bỏ tù, tức là mất tất cả gia đình, vợ con của mình. Nhưng mà chủ tha thứ và cho trở về, tha trắng nợ, chứ không nói rằng: rồi ta giảng cho ngươi ráng đi làm việc một thời gian rồi đủ tiền đem trở lại để trả. Chủ tha bổng. Nhưng mà khi người này không tha thứ cho bạn của mình và chủ nghe về điều này, thì người này lại được đem ra xét xử trở lại, soát sổ trở lại. Và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu Ngài dạy hình ảnh này để nhắc nhở cho chúng ta. Nếu chúng ta không tha thứ cho người làm tổn thương chúng ta, mắc nợ chúng ta, thì vợ con của chúng ta là những người bị bỏ tù trước. Bởi sự cay đắng, bởi đời sống của chúng ta, ai mà chịu cho nổi một cái người cay đắng sống ở trong nhà của mình. Còn chính chúng ta thì bị tra tấn hàng ngày, như người này bị bỏ vào ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta không để cho việc của người khác làm lại tiếp tục làm khổ chúng ta, tra tấn chúng ta. Cho nên hãy sẵn lòng tha thứ, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta tất cả những tội lỗi suốt cả cuộc đời của chúng ta. Bây giờ thì những người lân cận, nếu họ có phạm điều gì đó, đối với chúng ta có thể là lớn, nhưng mà so với lại sự tha thứ lớn lao của Chúa, tha thứ tội lỗi của cả cuộc đời của chúng ta, thì đem lên cán cân chúng ta thấy rằng nó không thể nào có thể so sánh được. Điều đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta sẵn lòng để tha thứ cho những người lân cận của chúng ta. Một khi tấm lòng của chúng ta lại được tươi mới, một tấm lòng được phục hồi, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nhận. Cho anh chị em yêu dấu của tôi, hãy sẵn lòng tha thứ người khác để chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy chuẩn bị tấm lòng của mình một cách trong sạch để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận, để chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của chúng ta linh nghiệm ở trước mặt Chúa, để chúng ta có thể đến trước mặt Chúa mà không có một chút gì ngăn trở. Chúng ta giản dị, chúng ta vui vẻ đến gần ngôi ơn phước của Chúa để nhận được ơn trong thời giờ có cần dùng, vì biết rằng Cha thấy và lắng nghe tấm lòng của chúng ta. Lời cầu nguyện đến từ tấm lòng trong sạch
vâng phục, đầu phục Chúa, dâng trọn cho Chúa một tấm lòng giàu lòng tha thứ. Cha sẽ nghe, Cha sẽ đáp lời. Lời cầu nguyện mà chúng ta đang mong chờ Chúa nghe đáp lời sẽ đến với chúng ta ngay trong ngày hôm nay. Trong danh Đức Giêsu chúng tôi công bố điều đó, là cầu nguyện mà bạn đang chờ đợi Chúa nghe đáp lời sẽ đến với bạn ngay trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, hãy cùng với tôi chúng ta dọn lòng của mình ở trước mặt Chúa. Cho phép tôi được cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời giờ này. Cho dấu là đấng thấy hết tất cả tấm lòng của mỗi một chúng con, người nói cũng như người nghe, xin cho ban phước giúp đỡ cho chúng con. Ban phước cho mỗi anh chị em chúng con là người đang học lời Chúa với con trong ngày hôm nay, để tấm lòng của chúng con được dâng trọn cho Ngài, không lệch lạc, không cay đắng, không lầm bầm, nhưng ngọt ngào ở trước mặt Chúa. Và tấm lòng trong sạch vì tội lỗi được xưng ra và nhận được sự tha thứ của Ngài, để tâm linh của chúng con, tấm lòng của chúng con được liên lạc với Chúa, để khi chúng con cầu nguyện thì không có một điều gì ngăn trở, nhưng tấm lòng của chúng con có thể chạm được đến tấm lòng của Chúa, vì chúng con có một mối liên hệ được phục hồi ở trong ơn của Ngài. Sự ngọt ngào ở trong mối liên hệ chúng con với Chúa, trong đời sống của chúng con với Ngài, xin ban ơn cho dòng, để chúng con, đặc biệt có ai đó đang có những tổn thương, có những buồn giận, luôn cả giận Chúa vì những điều đã xảy ra trong những ngày qua. Xin Chúa giúp đỡ để các anh chị em chúng con có thể buông bỏ, ăn năn, trở lại với Chúa. Để chúng con không tìm cách hiểu hết tất cả mọi việc diễn ra, nhưng chúng con quyết tâm chọn tin cậy Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Và cho tấm lòng của chúng con được phước hạnh ở trong ơn của Chúa, và lời cầu nguyện của chúng con lập tức được Chúa nghe đáp lời. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúc tụng Chúa của chúng con là đấng đáp lời cầu nguyện, đấng đeo đuổi một mối quan hệ tốt đẹp với chúng con luôn luôn. Xin ban ơn và dấy lên những chiến sĩ cầu nguyện, những con người cầu nguyện linh nghiệp, những con người cầu nguyện thì như tiên tri Ly kêu cầu thì lửa từ trời đáp xuống, thiêu đốt của lễ, làm cho khô hết tất cả những nước ở trong mương. Và chúng con thấy những người quan sát là thấy được Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và người ta quay trở lại để thờ phượng Ngài. Xin cho đời sống cầu nguyện của mỗi một chúng con sẽ là dấu kỳ và phép lạ. Và cho những người quan sát chúng con sẽ thấy chúng con tương nhau, chúng con cầu nguyện với một Đức Chúa Trời toàn năng. Và khi Ngài đáp lời thì những việc kỳ diệu đã xảy ra, và kéo họ cũng đến gần với Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em một đời sống cầu nguyện linh nghiệm trước mặt Chúa, thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra ở trong ơn của Ngài. Chúa ban phước và hẹn gặp lại các anh chị em ở trong những buổi học kinh thánh kế tiếp của chúng ta. Chúc bình an, Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.